Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Cú ngã ngựa của Tần Cường. Theo thông tin từ báo Tiếng Dân ngày 26 tháng 7, Trung Quốc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tần Cường sau khi một thời gian dài mất tích trên truyền thông. Theo đó, ông Tần Cường, 57 tuổi, được cho là người gần gũi với Tập Cận Bình, đã thăng tiến với tốc độ phi thường sau một thời gian làm phụ tá thân cận của ông Tập Cận Bình. Và đây là hình bài viết trên báo Tiếng Dân. Các lãnh đạo Trung Quốc đã miễn nhiệm ông mà không đưa ra lời giải thích. Tất cả thông tin về ông Tần trên trang web của Bộ Ngoại giao đã bị xóa và trang hồ sơ của ông trống rỗng. Lần cuối cùng ông xuất hiện trước công chúng là trong cuộc họp với các đối tác nước ngoài vào ngày 25 tháng 6. Ban đầu giới chức nói rằng ông có vấn đề về sức khỏe và sau đó tuyên bố không có thông tin nào khác. Sự biến mất của ông được xem là một cuộc khủng hoảng đối với bộ máy nhà nước, vì ông Tần được nhiều người coi là người được Tập Cận Bình bảo trợ. Giải lý về lý do ông Tần Cương bị miễn nhiệm, Tiếng Dân cho rằng sự thăng tiến nhanh chóng đã khiến ông Tần trở thành mục tiêu của sự ghen tị. Cơ quan lập pháp của Trung Quốc đã đưa ra một thông báo ngắn gọn rằng ông Tần đã được thay thế bởi Vương Nghị. Ông Vương dường như vẫn giữ chức vụ khác cấp, cao hơn trong đảng, giờ phải đóng thêm vai trò nhà ngoại giao hàng đầu của đảng Cộng sản. Ở tuổi 69, ông Vương, một ủy viên Bộ Chính trị cầm quyền, có thể khó có thể giữ được cả hai nhiệm vụ nặng nhọc đó trong thời gian dài. Tuy nhiên, kinh nghiệm lâu năm và cách cư xử khéo léo, nhưng không kém phần nghiêm khắc của ông Vương, khiến ông trở thành một lựa chọn an toàn. Người ta sẽ hiểu được xu hướng giữ bí mật của đảng về sức khỏe của các quan chức cấp cao, đặc biệt là trong hệ thống mà các nhà lãnh đạo được kỳ vọng phải thể hiện sức mạnh thể chất. Theo Tiếng Dân, ông Tần là một người thẳng thắn và thực dụng một cách khác thường. Ông Tần được đào tạo tại một trường đại học ưu tú, có mối liên hệ chặt chẽ với các cơ quan tình báo của Trung Quốc và bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là nhà nghiên cứu do chính phủ Trung Quốc cấp cho United Press International, một hãng thông tấn của Mỹ. Thời gian ông Tần làm người phát ngôn Bộ Ngoại giao, ông đã được biết đến với khả năng thể hiện quan điểm cứng rắn trong việc bảo vệ Trung Quốc, nhưng cũng không cho thấy là một người có khả năng thu hút sự chú ý. Một người nói tiếng Anh lưu loát và một người hâm mộ thể thao cuồng nhiệt được nhìn thấy ở Mỹ thực hiện các cú ném bóng rổ từ vạch ném phạt trong các trận đấu NBA, hoặc trong một bài đăng trước đó ở Anh reo hò trước đội bóng yêu thích của ông Arsenal. Và đây là hình ông Tần Cương. Khi những ngày im lặng kéo dài hàng tuần, các đại sứ nước ngoài và không thể chỉ từ các nền dân chủ tự do cảnh giác với Trung Quốc ngày càng giật mình rằng nước chủ nhà của họ thà để tin đồn lan truyền hơn là đưa ra bất kỳ gợi ý nào về những gì đã xảy ra với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của đất nước mình. Thật vậy, nhiều câu hỏi vẫn chưa được trả lời, bao gồm cả về các vị trí cấp cao khác của ông Tần với tư cách là Ủy viên Hội đồng Nhà nước và Ủy viên Trung ương Đảng. Theo một cách nào đó, những bí ẩn trong tháng vừa qua cung cấp một cửa sổ rõ ràng khác thường về bản chất quyền lực ở Trung Quốc của ông Tập. Tuy nhiên, tập phim đã kết thúc là một lời nhắc nhở rằng Bắc Kinh, với tất cả những tòa nhà chọc trời lấp lánh và những đoàn xe điện kêu leng keng, là thủ đô của một chế độ theo chủ nghĩa Mác Lênin và vận hành theo những quy tắc tàn nhẫn của riêng nó. Giáo sư Kororis Ichiro của Đại học Ngoại ngữ Kanda cho biết, vụ việc này bộc lộ sự thiếu minh bạch trong chính trị Trung Quốc và làm gia tăng lo ngại về bất ổn trong giới lãnh đạo Bắc Kinh. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cú ngã ngựa của ngôi sao đang lên ở Trung Quốc. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Vụ chuyến bay giải cứu
lẽ công bằng cho ai? Báo Đất Việt ngày 27 tháng 7 có đăng bài viết của luật sư Ngô Anh Tuấn tại Hà Nội về vụ chuyến bay giải cứu. Luật sư Tuấn đặt ra vấn đề tại sao các bị cáo lại được đề nghị giảm án tối đa. Và đây là hình bài viết trên Đất Việt. Theo đó, luật sư Tuấn đưa ra các con số biết nói rằng có tổng cộng 21 trên 54 bị cáo bị tố theo Điều 354 Bộ Luật Hình Sự, nhưng chỉ có duy nhất một người trong 21 bị cáo vụ án chuyến bay giải cứu phải bị giữ nguyên khung hình phạt giống mức truy tố, còn 20 trên 21 bị cáo khác đều được giảm ít nhất là một khung hình phạt, cụ thể như sau. Hạ một khung có 3 người, khoảng 4 xuống khoảng 3 có 1 người, khoảng 2 xuống khoảng 1 có 1 người. Hạ 2 khung có 9 người, khoảng 4 xuống khoảng 2 có 7 người, khoảng 3 xuống khoảng 1 có 2 người. Hạ 3 khung có 8 người, tất cả đều từ khoảng 4 xuống khoảng 1. Theo khoản 1 Điều 354 Bộ Luật Hình Sự quy định về tội nhận hối lộ, thì các bị cáo chỉ bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Con số tính toán cho thấy rõ hành vi phạm tội bị truy tố là ở khung cao chót vót, nhưng khi đề nghị mức án hình phạt thì thấp lè tè. Luật sư Ngô Anh Tuấn phân tích tiếp về nguyên nhân. Trong vụ án, các bị cáo có khá nhiều tình tiết giảm nhẹ, nên nhiều người được giảm tới 1, 2 khung là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, có tới 8 trên 21 bị cáo được giảm tới 3 khung hình phạt thì quả là điều hiếm thấy. Bên cạnh đó, điều tôi băn khoăn là ngoài các tình tiết giảm nhẹ theo Điều 51 thì không biết phía các cơ quan điều tra, kiểm sát đã xem xét kỹ các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 52 đối với các bị cáo khi cá thể hóa hành vi của từng người một cách triệt để hay chưa. Vì theo tôi, có vài tình tiết sau đây có thể áp dụng cho khá nhiều bị cáo. Điểm J, phạm tội 2 lần trở lên, nhận hối lộ nhiều lần. Điểm L, lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để phạm tội, lợi dụng tình hình dịch bệnh. Nếu một khi đã xem xét kỹ các tình tiết tăng nặng và đối trừ nó khi xem xét, đề xuất mức hình phạt, thì hẳn rằng mức hình phạt của cả các bị cáo sẽ được nêu ở mức cao vời vợi hoặc ở mức chơi vơi, chứ không tà tà dưới mặt đất. Có một số người hay nhắc tới việc khắc phục trên 3/4 hậu quả. Tôi xin giải thích thêm nội dung này. Việc khắc phục hậu quả chỉ là một tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Điều 51 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, chứ nó không phải là bảo bối cho họ trong mọi hoàn cảnh. Và đây là hình châm biếm chuyến bay giải cứu. Việc khắc phục hậu quả này chỉ là kim bài miễn tử cho người phải chịu mức hình phạt cao nhất là tử hình, mà không cần phải chờ đặc ân mang tính may rủi từ Chủ tịch nước. Đọc Điều 40 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 có quy định về hình phạt tử hình. Như vậy, dù lý giải theo cách nào đi chăng nữa, thì việc đề nghị các mức án nhẹ tên như trên đều có vấn đề và cần xem xét lại một cách cẩn trọng và khách quan hơn. Lý giải về đề xuất cần phải có bản án nghiêm minh, luật sư Tuấn cho rằng, với một vụ án điểm tập trung cao độ sự chú ý của dư luận, dù bản án chính thức chưa được ban hành, nhưng đa số đều thấy rõ bản án không đủ sức răn đe. Gần như chắc 100% sẽ không có ai bị tử hình, vì duy nhất chỉ có một người bị đề nghị mức án đó và cũng đã khắc phục hậu quả. Còn thêm một điều kiện nữa là tích cực phối hợp với cơ quan thẩm quyền thì chỉ mang tính chất cảm tính và dễ xử lý, hợp thức. Những người còn lại được đề xuất mức án tương đối nhẹ. Không biết vô tình hay cố ý mà một bị cáo đã phát biểu ngay tại tòa là ông ấy bảo với vợ mình là chuẩn bị tiền và ông ấy đi nghỉ dưỡng một thời gian. Câu nói đó bỗng dưng trở thành xu hướng cho nhiều người nói và nó phần nào thể hiện thái độ của không ít người trong vụ án này đối với việc đi tù. Bản án cho các bị cáo trong vụ án này sẽ là phép thử cho tính hiệu quả của công cuộc đốt lò mà những người cộng sản kiên trung cuối cùng đang thực hiện.
Với tư cách là công dân có trách nhiệm, với tính nghiêm minh của pháp luật, tôi phải cất lên tiếng nói phản biện. Việc xem xét cuối cùng thuộc về hội đồng xét xử. Tôi không ác độc tới mức phải đẩy bằng được ai đó vào tù, nhưng tôi cũng không nhân văn, dễ dãi tới mức nhu nhược để ai đó có thể chà đạp lên những giá trị của luật pháp. Vì nếu như vậy, tôi cũng là kẻ đáng khinh. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vụ chuyến bay giải cứu, lẽ công bằng cho ai? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.